Hôm nay hàng đinh lăng về rất nhiều. Đồi. Đây là hàng đồi, lễ to rất đẹp. Giá cả lại rất phải chăng. Tất cả đều là hàng lá nhỏ các bạn nhé. Đây, hàng lá nhỏ đây. Thì những cái hàng như này thì giá nó vừa phải thôi. Và vào bình thì các bạn vào khoảng từ bình từ 5 đến 10 lít. Là tùy từng củ nó sẽ rơi vào từ khoảng hơn 1 cân đến 2 cân. Thì bên mình thì chuyên cung cấp các mặt hàng là sản thảo dược, đinh lăng cũng như các loại thảo dược khác. Đây là cửa hàng bên mình đây. Bên mình là xuất sản 365, chuyên về đồ. Ngoài ra còn rất nhiều các loại thảo dược như là ngọc cẩu, sông cau. Vâng, các bình rượu, đinh lăng điêu khắc. Đây các bạn nhìn. Rất nhiều loại. Các bạn có nhu cầu thì có thể liên hệ với bên mình thông qua số điện thoại là 0986 357 365. Rồi đây, hàng của mình đang chuyển đi. Rồi. Anh em nào ở gần có thể ghé qua địa chỉ bên mình, đó là số nhà 33 Âu Cơ, phường Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh. Rồi, xin cảm ơn mọi người đã theo dõi clip. Và hãy đăng ký cái kênh của mình để biết thêm được nhiều thông tin về những loại thảo dược và cũng như loại dược liệu giá trị cao.